Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Kia Seltos phiên bản 1.5 AT Premium, phiên bản đầy đủ option nhất cơ bản hiện tại đang phân phối của chiếc xe Kia Seltos mà trong video ngày hôm nay 24 tháng 6 năm 2024, đâu đó một tuần nữa thôi là kết thúc tháng rồi. Và video này thì Top Car VN sẽ cập nhật về mức giá bán tại thời điểm này tại đại lý của mình linh động tốt nhất có thể dành cho AT Premium của mẫu Kia Seltos mới này, những ưu đãi về gói quà tặng phụ kiện và mức giá lăn bánh dành đến với những anh chị, những khách hàng nào đã và đang quan tâm theo dõi về cái phiên bản sản xuất lắp ráp tại thị trường Việt Nam này. Dự là từ ngày 1 tháng 7 tới đây, xe lắp ráp trong nước sẽ được ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ. Thì Kia Seltos Premium này cũng được giảm quý thứ bạn nhé. Và đâu đó chúng ta sẽ tiết kiệm được số tiền khi mà chờ thuế mới đi đăng ký là 44 triệu đồng quý các bạn ạ. Về mức giá của nó thì đang là 749 triệu là giá niêm yết. Đại lý đang linh động giảm thêm về tiền mặt cho phiên bản này khá là sâu. Sau khi trừ đi cái linh động đó và chờ thuế chúng ta mới đi đăng ký, ở tỉnh của nó lăn bánh sẽ là 770 triệu, ở Hà Nội là 797 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 790 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 770, ở Hà Nội là 797 và thành phố Hồ Chí Minh là 790 theo phương án trả thẳng, và đây là giá lăn bánh mà chúng ta đợi thuế mới đi đăng ký. Thế còn bây giờ mà chúng ta ra biển luôn thì chúng ta phải cộng thêm cái giá này là 44 triệu ví dụ như ở Hà Nội quý chú bạn ạ. Trả góp của nó thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 185 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 213 và thành phố Hồ Chí Minh là 205 anh chị nhá. Tỉnh là 185, Hà Nội là 213 và thành phố Hồ Chí Minh là 205 theo phương án trả góp. Và trước mắt quý các bạn đó là AT Premium luôn. Mình xin phép là giới thiệu nhanh qua luôn những option, những trang bị của cái phiên bản này dành đến khách hàng mà lần đầu tìm hiểu để xem rằng với mức tiền này lựa chọn bản đầy đủ nhất này có ok hay không nhá. Về phần ngoại thất của xe thì cái phần mặt ca năng vẫn là những cái chi tiết được sơn màu đen bóng nhìn khá là sang, khá là nổi bật. Kiểu dạng thiết kế thì vẫn là theo cái dạng hình mũi hổ đặc trưng của bên phía Kia thôi. Ở bên dưới này, cái thanh cản dưới này nó được sơn màu bạc quý chị các bạn ạ. Đây, ở đây chúng ta có một cái giải đèn LED định vị ban ngày cộng với cả cái giải chrome ở ngay cái viền trên này, nhìn cũng khá là sang trọng đúng không ạ? Cái đèn pha cốt của nó thì là dạng LED quý chị các bạn nhé. Pha cốt là dạng full LED luôn rồi và có tính năng auto tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng. Ở bên dưới này nó là cái đèn sương mù quý chị các bạn ạ. Và dưới cùng này nó là đèn gầm. Đèn gầm của nó thì cũng là dạng LED quý chị các bạn nhé. Đèn gầm cũng là dạng LED luôn rồi. Đó là cơ bản về cái phần đầu xe của cái phiên bản Premium này. Đèn LED hết rồi quý chị các bạn ạ. Kiểu dáng thiết kế phần mặt ca năng mới thì nhìn cũng khá là sang trọng nổi bật. Phần la răng của nó thì sao? Các phiên bản đều giống nhau hết thôi. La răng đều là 17 inch và được phay xước giữa màu bạc sáng và màu đen bóng. Bốn bánh đều là phanh đĩa rồi. Có ABS, có cân bằng điện tử, có phân bổ lực phanh điện tử, có hỗ trợ khởi hành ngang dốc và có cả cảm biến áp suất lốp quý các bạn nhé. Lốp sử dụng là lốp Continental quý các bạn ạ. Gương chiếu hậu của xe thì sao? Gương gập điện, chỉnh điện và có tích hợp xi nhan trên gương. Lên cái phiên bản Premium này thì chúng ta có luôn cả cái cảnh báo điểm mù rồi quý các bạn ạ. Ở đây chúng ta cái phần tay nắm cửa thì được sơn, được ốp mạ chrome và có cái nút mở chìa khóa thông minh Smart Key ở cả cửa chính, cả cửa phụ anh chị nhá. Cái viền chân kính của nó thì cũng đã được ốp mạ chrome rồi quý các bạn ạ. Nó tạo cái sự khỏe khoắn hơn, sự trang trọng hơn. Ở bên dưới này thì chúng ta có một cái thanh nẹp đúng không ạ, được sơn nhựa màu đen sần. Đấy, bánh đằng sau của nó đây. Bánh đằng sau thì cũng là phanh đĩa hết thôi. Đây là phiên bản đắt tiền nhất rồi, cho nên là tất cả đều là phanh đĩa hết. Đuôi sau của Kia Seltos theo cái mẫu model mới này thì kiểu dạng thiết kế của đèn thì nhìn đâu đó nó góc cạnh hơn, nó khỏe khoắn hơn và nó cũng là đèn LED anh chị nhá. Đèn hậu cũng là dạng LED rồi. Đấy, khi mà chúng ta đi ban tối bật đèn lên thì cái kiểu LED nó chia khoang này thì nhìn nó cũng rất là sang trọng quý các bạn ạ. Đây là chữ Seltos được ốp mạ chrome này, rồi là có camera lùi tích hợp sẵn theo xe nhá. Ngoài ra nữa thì chúng ta cũng có cảm biến lùi anh chị ạ. Ở bên dưới này có một cái miếng nhựa sơn màu đen bóng, nó tạo ra cái sự sang trọng cho cái phần đuôi sau này. Cản dưới này thì là được nhựa màu bạc quý các bạn ạ, nhựa bạc. Đây là phiên bản Premium này. Đấy, bản Premium thì cũng được ốp mạ chrome rồi. Cái bản này thì cốp của nó là cốp mở điện rồi quý các bạn nhé. Nhá, cốp điện lên cái phiên bản Premium rồi. Tiếp theo nữa thì ở bên trên này chúng ta sẽ có cái đuôi gió bên trên này được sơn màu đen bóng này đúng không ạ, và có phanh này. Ngoài ra thì cũng có anten dạng vây cá này, có thanh giá nóc này. Đấy, vào không gian nội thất bên trong của nó thì sao? Nội thất bên trong của nó sẽ là hoàn toàn là màu đen nhá. Ghế da đen này, táp lô đen này, vô lăng đen.
những cái chi tiết, những cái họa tiết ở phần ghế này nhìn cũng rất là hay. Bản Premium này thì hiện tại đại lý đang có xe giao sẵn ngay và luôn, anh chị hoàn toàn có thể chốt mức giá tại thời điểm này quý chị các bạn ạ. Ghế là ghế điều chỉnh điện cho vị trí ghế người lái nhá, ghế điều chỉnh điện 8 hướng quý chị các bạn ạ. Đấy, còn đây là chất liệu ghế da này, những cái chi tiết họa tiết nó tạo ra cái sự sang trọng hơn cho cái phần ghế ngồi này. Không gian bên trong của Kia Seltos thì nó là cỡ B cho nên là cũng rất là rộng rãi thoải mái quý chị các bạn nhá. Cửa gió điều hòa vị trí người lái đây rất là to đúng không ạ. Còn đây là vô lăng của cái phiên bản này, vô lăng của nó là vô lăng theo kiểu đê cắt một chút, có điều chuyển âm lượng, có điều có đàm thoại rảnh tay rồi, có điều chuyển kênh rồi, và có cruise control của các bạn nhé. Bản này thì chúng ta được trang bị tới 6 túi khí rồi, đèn pha đây, cụm điều chỉnh về đèn pha cốt đây, có tính năng auto tự động bật tắt rồi nhá. Đấy, ngoài ra nữa thì với cái phiên bản này thì chúng ta cũng có lấy chuyển số ở trên vô lăng, và gạt mưa của nó cũng là gạt mưa tự động rồi anh chị nhá. Có gạt mưa tự động rồi, đây là cái lấy chuyển số khi mà chúng ta đi ở chế độ bán tự động. Thường là chúng ta đi ở chung ở những cái đường ví dụ như là lên hoặc là xuống dốc thì chúng ta đi ở chế độ bán tự động cũng rất là ok. Cả màn hình giải trí và màn hình trung tâm của nó đều là 10,25 inch, to bản, dễ dùng và dễ thao tác quý vị các bạn ạ. Đấy, và nó kết nối Apple CarPlay không cần dùng dây luôn anh chị nhá. Kết nối Apple CarPlay và Android Auto không cần dùng dây anh chị ạ. Rất là dễ thao tác thôi, có thể xem video một cách dễ dàng được khi mà kết nối với cả điện thoại. Hệ thống điều hòa của nó là ở bên dưới này, những cái nút tinh chỉnh về về nhiệt độ này, về tốc độ quạt gió này. Và điều hòa của nó là điều hòa hai vùng độc lập quý các bạn nhé. Từ bản Luxury của nó là điều hòa hai vùng độc lập rồi, có map, có radio, kết nối mọi cái đầy đủ hết quý các bạn ạ. Ở bên dưới này nó sẽ có những cái chế độ lái ở đây để chúng ta điều chuyển này. Ngoài ra thì bản Premium này cũng có cả sạc không dây anh chị nhé. Đấy, có làm mát ghế cho hàng người ngồi ở hàng ghế phía trước, cả ghế chính và cả ghế phụ luôn. Có cái nút view cam lùi ở đây anh chị ạ. Đấy, chiếc xe này thì hiện tại mình nó đang hết điện của các bạn, mình không bật được. Có phanh tay điện tử và có auto hold rồi anh chị nhé. Có phanh tay điện tử, có auto hold rồi. Đấy, hộp để đồ của nó đây, và cái bệ thì tay cũng là được bọc ra rồi anh chị nhé. Máy của nó là máy 1.5, hộp số là hộp tự động vô cấp CVT, cũng kiểu tựa giống như là Creta hay là chiếc xe Mitsubishi X-Force quý chị các bạn ạ. Bản Premium này đây là cái lẫy mở cửa của nó thì được ốp chrome rồi quý chị các bạn ạ. Rồi là những cái nút lên xuống kính, đóng mở khóa cửa, cụp gương điện đầy đủ hết quý chị các bạn nhé. Cái bệ tì tay của cái phần táp ly cửa vị trí người lái này thì cũng là bọc da rồi, có nhiều cái hộp để đồ để chúng ta có thể để đồ anh chị ạ. Cái không gian của Kia Seltos cũng là một cái điểm cộng nhá. Mình thấy ngồi hàng ghế thứ hai cái độ ngả lưng này, rồi là cái không gian của nó cũng rất là ok. Đấy, ở cỡ B này thì mình thấy hầu như là các xe cũng đảm bảo cái không gian hàng ghế thứ hai này rất là rộng rãi thoải mái. Có bệ tì tay cho người ngồi ở hàng ghế thứ hai, có cửa gió điều hòa và có hai cái cổng sạc Type-C để khách hàng ngồi ở hàng ghế thứ hai này chúng ta có thể sạc quý chị các bạn nhé. Đấy, đầy đủ luôn. Bản Premium này đang có sẵn giao ngay, đầy đủ option. Và cái mức giá của nó thì tại thời điểm này đại lý của mình linh động giảm về tiền mặt rất là sâu. Và đây là một chiếc xe được ưu đãi về giảm thuế trong cái thời gian sắp tới nữa. Vậy thì nếu anh chị chúng ta quan tâm, chúng ta đang cần xem xe lái thử trải nghiệm thực tế, dù là phiên bản Premium hay là bản Deluxe hay là bản Luxury thì đại lý đang có sẵn. Anh chị hãy gọi giúp mình theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái mình ngày nay để qua xem xe lái thử trải nghiệm thực tế, quyết định cho nó dễ. Ở miền Bắc thì hãy gọi hotline miền Bắc, thì còn ở miền Nam thì nhờ quý các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam. Và nhân tiện cái video này, những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đang có nhu cầu nâng đời xe, bán cái chiếc xe cũ mà chúng ta đang sử dụng, thì nhờ các bạn hãy gọi cho cái số hotline 0979 362 118, 0979 362 118 quý chị các bạn nhé, để có thể định giá, báo giá một cách chuẩn xác nhất về chiếc xe chúng ta đang cần bán. Cuối cùng hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Xin chào ạ.